Chào tất cả mọi người. Hôm nay các bạn thế nào? Bạn thấy là hôm nay dự báo thời tiết là ở Hà Nội rất là nắng. Nhiệt độ có thể lên đến khoảng 37, 8 độ C. Đây, các bạn nhìn. Bây giờ phía sau nắng le lói luôn. Cho nên là sáng phải dậy sớm, giờ 6 giờ mà đã nắng như vậy. Dậy để tưới cây các bạn. Đây là cái vườn mộc mà. Phía sau là cây để tưới. Cây nhà Nhật các bạn. Cho mọi người xem tốt um, sau chắc là phải ngày nay mình phải làm cỏ đây, sau mai phải làm cỏ đây. Cây này được khoảng 2 tháng đấy. Rất là đẹp đấy. Làm cỏ xong mình sẽ bón phân đấy. Đây, tranh thủ mình để cái máy đây các bạn nhé. Hơi đậm một chút để xa mưa nó nắng thì được hạn.
Rồi, cảm ơn. Như vậy là đã xong rồi các bạn. Rồi, xong rồi. Rồi, chúng ta đi vào. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.